bông. Và số 1 nằm ngay trên đúng cục bông đó. Cục mà đó là vị trí 3. Vị trí 3 là số 1 của cục sinh. Nhưng khi chiếu trên đường tròn hình giác, chiếu có nghĩa là gì? Có nghĩa là ta chiếu góc với trục sinh. Thì cái điểm B này nằm trên đường tròn hình giác chính là 90 độ. Chính là biên dịch 2, để đổi sang đơn vị radian. Do đó nếu sinh x bằng 1 thì chúng ta sẽ ra được kết quả x bằng biên dịch 2 cộng K2B. Bởi vì số 1 là trục sinh chỉ có một vị trí, nên chúng ta cộng K2B là cộng K là trục tròn để quay về vị trí đó, trong đó là Z. Một ví dụ thứ hai, chẳng hạn như cô tan bằng 11 thì lúc này ta nhìn trục cô tan. Cô tan là trục song song trục tốt đi qua điểm B. Thì vị trí trừ 1 nằm trên trục cô tan nằm ở đâu? Thì vị trí trừ 1 chính là vị trí đối xứng với điểm S qua B. Đây, đối xứng với S qua B là vị trí trừ 1 ở đây này. Nhưng khi chiếu trên đường tròn hình giác thì đối với trục cô tan chúng ta phải chiếu xuyên qua tâm O. Thì khi chiếu xuyên qua tâm O thì góc đó chính là góc 135 độ trên đường tròn hình giác. Đây, mình trừ 1 chiếu qua qua tâm O trên đường tròn hình giác 135 độ. Rồi qua radian chính là 3.4. Nếu chúng ta không đọc 135 độ, chúng ta đọc trừ 45 độ được không? Vẫn trả lời là được, bởi vì nhìn ở phía dưới cùng chiều kim đồng hồ là trừ 45 độ, là trừ 4 cũng được. Do đó khi cô ta x bằng trừ 1, chúng ta sẽ suy ra được x bằng 3.4 cộng KB. Cộng KB bởi vì sao? Bởi vì khi chiếu xuyên qua tâm O chúng ta gặp nhau cũng được, nên KB nếu chúng ta kết luận x bằng 3.4 cộng KB thì cũng tương đương với kết luận bằng 3.4 cộng KB. Trong những bài tập của tập xác định thì đã có đánh số bên cạnh. Quá trình tụi em làm, tụi em cứ dọn đánh số. Khi làm, chúng ta tập trung tìm những điều kiện của ít, điều kiện của ít. Và trong quá trình làm, chúng ta phải vận dụng những cái ý thức tiếp tục những giác của mời. Chẳng hạn như quá trình đôi thì học của chúng ta đó là sin 2O bằng 2 là biên độ phân U, đổi lại biên độ nhân phân U bằng 2 phần 2 biên độ phân U. Và đây là một bài dòng số các em phải dọn theo những cái dòng hướng dẫn này để dọn tập số. Tú eres la luz que ilumina mis días, mi talismán, un faro que me guía. Paso por la oscuridad. Tu sonrisa es la que me da vida. Dạng toán thứ hai, cái này đó là chắc tính của chặt điểm của em của nam số. Theo quy định của lớp 10, chúng ta sẽ tính chặt lẻ của nam số. Ta có những quy định 3 bước. Bước 1 là quy định của lớp 10 của nam số. Bước 2 là quy định của lớp 10 của nam số. Dò theo video từng bài.
bài nâng cao của dạng này đó là bài đảo. Bài đảo của dạng toán này là người ta sẽ lồng vào tham số M và câu hỏi sẽ là tìm M để một hàm hóa chặt và có lẽ. Thì với bài đảo này chúng ta cũng làm theo định nghĩa 3 bước theo quy trình của sinh viên chặt lẽ. Và đây là dạng minh họa có 2 câu trong bài toán đảo. Trong quá trình làm nên lưu ý điều kiện cần và đủ để M được nhận thi loại. Do đó khi làm chúng ta nên có động tác cực lại để xét luôn cả điều kiện cần của bài toán này. Dạng toán thứ ba của dạng toán này thường xuyên làm bài kiểm tra trên lớp, đó là dạng toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số. Với 10 câu này để đi tìm giá trị mắc điểm của hàm số thì chủ đề này các em cần nhớ một số kiến thức cơ bản về bất đẳng thức. Đối với hàm lượng giác thì sin và cos sẽ nằm từ 0 tới 1, sin bình hoặc là chỉ số của sin x thì nằm từ 0 tới 1. Tuy nhiên chúng ta có một công cụ là bảng biến thiên để có thể tìm mắc điểm của một hàm số, cụ thể là trong quy trình lớp 10 chúng ta có hàm parabol. Hàm parabol là một hàm liên quan tới tham số 2, ai sinh bình cộng bình cộng c. Khi ai dương thì parabol nó hướng lên, và vì nó hướng lên nên ta tìm được cái min của cái hàm đó chính là đứng parabol. Và ngược lại cho a âm thì trong những bài mà chúng ta thấy hình thái của tham số 2 thì chúng ta có thể dùng hàm parabol đó. Và đây là hướng dẫn mà trong những câu này. Ngoài ra, các dạng toán sẽ liên quan tới kỹ năng mềm ở lớp 10 như là xét tính chắc lẻ,